Chào thầy và các bạn. Em xin mô phỏng bài được dùng được điểm LCD 20x4 để hiển thị đồng hồ và tên. Thì đây là bài này thì em sẽ sử dụng sẽ điều khiển 4 bit, sẽ sử dụng thư viện LCD có sẵn của trong CC BC. Đây là sơ đồ kết nối phần cứng thì cũng tương tự như điều khiển 8 bit thôi, nhưng mà ở đây thì mình sẽ điều khiển 4 bit là từ E4 đến E7. Em xin qua chương trình luôn. Đầu tiên á thì em cũng gọi là gỡ thư viện của nó ra, thì cũng tương tự như điều khiển 8 bit, nhưng mà ở đây define thì nó có khác một chút xíu. Là ở đây là hồi trước thì mình chỉ cần ghi LCD port thôi, LCD output LCD, nhưng mà ở đây thì mình chỉ điều khiển có 4 chân nên thì mình sẽ setup 4 chân. Thì enable là chân E nè, RW RS sẽ điều khiển E0 E1 E2. Thì em sẽ viết chương trình của coi hiển thị là go to SI giờ phút giây đó. Void main thì sau với chương trình chính thì đây là set chip vật C và vật D, LCD intus, LCD go to SI, cái này là vị trí nè, rồi cái này busi là giống như kiểu là dữ liệu á, thì tương tự như LCD data bên cái 8 bit của mình. LCD go to SI thì nó sẽ tương tự như LCD command đó. Tên của em là em sẽ có thêm hiển thị cái đồng hồ này, vị trí ở đây là hàng 1 này, hàng 3, hàng 4, đây là hàng 2 này đó. Rồi ở đây thì cũng tương tự thôi, ở trên đây thì mình đã làm sẵn hết rồi. Đây gọi chương trình hiển thị xuống thì giây cộng cộng, nếu mà giây mà bằng 60 thì sẽ tăng lên phút và giây được về 0, phút bằng 60 thì sẽ cộng thêm 1 giờ phút về 0, mà giờ mà bằng 24 thì mình sẽ lại giờ bằng 0. Thì em xin nói như ở đây thì đó thì cũng đơn giản nên em xin mô phỏng đó. Đây là một đường xét, xét thì nó sẽ được không. Rồi, bài mô phỏng của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.